một ngày làm việc của mình diễn ra như thế nào, hãy cùng mình khám phá nhé. Đầu tiên là mình sẽ bước qua quầy check-in như thế này, sau đó là dùng thẻ từ để đi đến thang máy. Còn đây là lối vào hành lang của văn phòng. Mình cần vân tay để vào bên trong văn phòng của mình là EGIS. Và đây là không gian làm việc, nơi mà mình sẽ làm việc ở đây. Còn đây là bàn trưng bày, thường sẽ là để hoa và những vật phẩm. Và mình sẽ đi vào bếp, pha cho mình một ly cà phê vào buổi sáng. Cà phê ở đây thì là cà phê rang xay bằng hạt nguyên chất. Mình chỉ cần bấm nút và đợi 20 giây. Sau đó có thể thêm sữa tươi để có một ly cà phê thơm ngon. Một ngày làm việc của mình bắt đầu như vậy đó.